Được con nào chưa anh? Đây đang câu đấy, được một con rồi. Dạ, được đấy nhỉ. Đâu con gà xin đâu. Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với những nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Đang câu cá rô các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt ở ao của Đô đây. Đấy, đang câu cá. Tiếp nối hành trình các bạn, hôm qua thì mấy anh em xuống ăn đốt bạc của bạn Lượng là miền núi Tây Bắc các bạn. Hôm nay thì mấy anh em thì tiện thể thì cũng lên trên này, lên chỗ anh em chơi luôn, lên nhà Đô chơi luôn các bạn, để ngày mai xong mấy anh em di chuyển lên trên Bắc Hà nữa. Xuống đây mấy anh em thì không biết làm gì các bạn, tỉnh tỉnh xuống dưới ao đi câu một chút. Mình thì câu cá rô rồi, còn bên kia thì bạn Tuệ đang rình cá chấm, không biết có được không đấy. Được con nào chưa anh? Còn trên kia thì là còn trên kia là Đô này với là bạn là Tình chay kênh chay bản các bạn, thì đã bắt bỏ xít ở trên kia kìa. Thế bảo giải cứu là cái mấy cái gốc cây cái vải thiều, thế bị nó ăn hết rồi, hết hoa rồi các bạn. Còn là mình thì vẫn là cái món sở trường của mình, đam mê câu cá. Đây vừa mới xuống đã giật được hai con cá rô đây. Đó có chuối đâu? Đây. Chuối. Đây các bạn. Quý thì cầm cho mình xuống miếng chuối này, để một tí nữa mình câu hết con rô này xong rồi mình chuyển sang này. Dình xem được con cá chấm là không. Ui, ui con cá này to thế. Xem nào. Mặc cái gì mà. Ui giời, con cá rô. Bé tí. Nhìn nó cái lưới sắp to bằng làm sao mà nó ăn được nhỉ, chịu nhỉ. Nó gì ấy? Con móc vào được. Rồi. Khi nào lớn lên nhá. Nạn chưa bạn? Chứ công an nữa là chuyển sang này đi hái quả ổi rồi. Cá chấm nó ăn ổi mà. Đây ổi câu đấy, này có chuối này. Vi mang trâu chuối lên đây. Cậu phát mấy con ru, hết con ru này mà chuyển sang câu cá chấm thôi mà. Ao Đô thả không biết là bao nhiêu năm rồi cá rồi mà không cho ăn rồi, cá thì nhìn người thì bé còn đầu thì to. Cái này một tí câu được, chắc là chuyển xuống này mang chài xuống là cho nó nhanh nhất. Cái khu kia hay lá chuối kia chắc là nó nằm hết ở khu đấy rồi. Đây này anh này. Đây 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 đây. Chuối. Bữa tối ngày hôm nay đây phải là trông chờ hết vào bạn Tuệ các bạn. Đấy. Lực lắm, để mà mình tự câu thì khả năng là được cá rồi đấy, nhưng mà kiểu là quan trọng quá đâm ra căng thẳng. Nhiều quá, Đô bảo hôm nay nếu mà không đánh không được cá thì hôm nay không biết là bảo lấy cái gì tiếp, bảo thế mà. Phải là một một là phải bắt được cá, hai là bắt được bọ xít nó bắt được nhiều không? Bắt được 10 con rồi. Úi giời ơi, 10 con đi. Tâm ở gần chồng như này thì áp lực quá nhỉ. Giờ em mới xuống đây chứ. Mình đi câu Tâm toàn ra rồi rủ về đấy, chán lắm. Ở nhà cũng thế. Lợi được ngay làm sao được ngay được. Lợi thì là cứ nhìn chằm chằm vào cái kia bảo thế nào được. Đấy, em bảo mượn câu của anh, mượn cần của anh đâu. Câu phát rồi nè. Nè em kia kìa, không ăn đâu, khó. Hay là xuống quăng chài đi. Cái này chắc là... Chúng kéo lưới đi. Đi lấy chài vào đây, xuống quăng thôi cho nó nhanh. Đây ra... Quay đây cười gái em nào Tâm. Cái này hồi trẻ con có cái trò hay lắm nhá. Cây mua, hoa cây mua. Cái này cái quả của nó là khi nào chín cơ, ăn xong đầu là ăn răng này với lưỡi đen xì, xong đầu là lè cái lưỡi ra để khoe với nhau, bảo ơi cái từ xưa bé đấy, bảo của tao đen, ai đen hơn là người đấy là được ăn nhiều à? Là được ăn nhiều giỏi hơn. Thuốc mình chỉ biết hoa thuốc. Cái gì ấy nhỉ, xưa làm cái gì ấy nhỉ?
Từ 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 tao nhìn nó không phải rắn tao bắt. Không phải rắn giáo đâu. Con này chả rắn giáo của em thấy nó ngủ đây. Không này à? Đây đây đây. Vô luôn. Đây đây, để em bắt. Đâu, xem nào. Nó đang ăn con thằn lằn thôi, nó đang ăn con thằn lằn thôi, nhanh đi. Bắt đi. Nó không cắn được đâu mà, nó đang ăn con đấy thôi. Đâu rồi nhỉ? Ủa đây đây. Úi, úi, sang đây, sang đây. Nó xuống ao nha, xuống ao, xuống ao. Ôi! Cho vào đây này, không cho bà háng này tuốt lấy. Cùng nhặt cho bà háng này tuốt không cắn đâu mà. Cái thằng này còn rắn. Bụt vào cả người mình chứ. Cái thằng này dở dã mà. Cái này bắt thì đơn giản, có cái gì đâu mà. Em sợ nó cắn. Mà mình cũng sợ cắn. Ui dồi, cho chảy cả máu nhà khoảng lạng rưỡi thôi. Tốn thêm đồ khoảng 5 quả trứng gà nữa. Nhà đô nó có trứng gà không nhỉ? Thôi con này phóng sinh thôi. Trứng gà lá lốt băm được đĩa đấy. Băm chả được đĩa đấy. Được đĩa đấy. Tâm dám cầm con này không? Cho Tâm cầm về. Con này tới số rồi. Bảo vệ lấy pin cho anh thì không lấy. Vụt hai phát vào người mình mà. Vô lấy đạn hả nhỉ? Chắc là vía, chắc là bay hết mấy vía rồi đấy, sợ quá. May mà cameraman bất tử ấy. Không dám ấy. Đùa chứ, rắn thì mình chả dám phổ đâu. Lần trước cũng câu ao con săn chuột, nó đang đả con chuột mà mình lấy gậy cho mình vụt chứ mình có dám phổ đâu. Chăn chuột á là thật sự cắn thì không sao đâu. Nhưng mà được cái nó cắn xong mà máu nó chảy ra. Máu chảy nhiều, cầm máu khó. Nhưng dòng chăn chuột nó lại thế. Còn chăn giáo này thoải mái. Thời xưa bé chuyên đi bắt mấy cái này mang lên. Bán lấy tiền tiêu đấy. Con này tối nay được một món đặc sản rồi. Rồi. Để có thêm món gì nữa đây. Bây giờ kiếm thêm con nữa. Cái này là công của em ấy, chứ anh bắt được cái gì vô còn vô không dính. Thanh niên cởi áo ra cái là nhiều mực nhỉ. Mực đấy. Mực biết sao kiểu gì sao lại nó kiểu hết vào người như này. Nhọn nồi ấy, lúc nãy em ăn vụng. Đây các bạn phải chuyển sang biện pháp mạnh đây, câu không được. Bây giờ chuyển sang là chài đánh xem nào. Biết vì sao khi nãy mình nhìn thấy có cái tiếng động quấy của con cá to lắm các bạn. Vì thế là phải đi mượn chài đi luôn, thử xem như thế nào. Còn mà nếu mà bảo là câu ấy thì biết khi nào mới được ăn các bạn. Đây là chỗ này vừa mới quấy, chỗ này ý ạ. Thôi quấy ác lắm. Đấy dạ, thanh niên này được phết đấy nhỉ. Không bị ai xuống. Bây giờ như nào đấy, cởi như này rồi thì bị ai xuống được đấy, thấy không? Ừ, dính rồi. Dính còn dính rồi. Dính đâu, chưa dính đâu. Câu rồi các bạn ạ. Chuyển sang quăng chài thôi. Có con cá quấy. Con nhỏ nhỏ mắc rồi. Không sợ đâu mà, ao dưới kia nó toàn bùn không làm gì có gỗ. Không dính nhỉ, dính cá to quấy ngay. Cái này phải là... Lạnh thế. Sao lạnh thế nhỉ? Quý xuống cá nhảy luôn rồi. À đây này, Tâm nó cầy này, chắc nó cá chép nó cầy qua chân trải nó ra này. Lặn xuống. Ô không buộc cái dây vào à? Buộc cái dây làm cái lúm vào cái lúm nó để nó tìm nó dễ. Ở đâu nhỉ? Em buộc quang ở đâu nhỉ? Đi này này. Ở đây thôi. Đấy đấy. Tâm cầy vào mưa. Chắc cá chép nhiều. Có thấy con nào đâm vào ấy không? Vào súng không? Ôi dồ. Chài cũng to đấy nhỉ. Chài này chài to đấy. Dính là không qua được đâu. Ôi dồi ban dồ. Ôi dồi ôi. Mè. Toàn là dồ với mè. Mè kìa, trôi kìa. Được đấy. Các thứ. Nói chung nhanh một phát này bằng chắc mình trong cả buổi chiều. Nhiều cá nhưng được cá là hơi bé. Ui, con to. Đúng như em Đô em giới thiệu là ao nhà em cá rất nhiều, chỉ có mấy là nó bé thôi.
ao quang cảnh nhà Đô thì rộng bạt ngàn các bạn. Cái ao này bây giờ là nếu mà tu sửa lại cơ làm múc lại hết thì mong là cho xây bờ lên nữa này, nguồn nước như này nữa cho cá xuống thả. Ủa, tuyệt vời luôn. Làm thêm cái chòi đây nữa, lâu lâu anh em tới là vác chài đánh con cá hoặc là câu chẳng hạn. Nhờ cái này bây giờ cái ao bây giờ làm lại hết đi, xây bờ vào nhờ. Vào trong cái một ít nữa cho nó to ra. Đấy. Thì mới làm chòi được. Làm cái chòi vào đây nữa. Quyết định là lấy con cá chim to đi. Khỏe nha, được. Thanh niên. Đấy, đấy. Không được các bạn, bây giờ phải nhờ tới đây. Ai à, quả quần huyền thoại. Từ cái thời xưa rồi. Quần này với A Mạnh đi tắm picnic ở bìa vẫn còn nhỉ. Quần Thái. Quần này với A Mạnh mua ấy. Không được các bạn, bây giờ là đô xuống đây. Chủ ao thì mới biết cá nó hướng nào. Mình không xuống các bạn này do là người đang khó chịu hay khó ở đấy. Sắp cảm cúm thì thế là không muốn xuống. Không có cái nái là mới bí xuống. Xuống đi. Chờ đã. Xuống đi. Xuống trước này. U lạnh thế nhỉ. Một tí cá đâu. Một tí là đây này lấy chài lên luôn đây này. Xong em quăng đây một phát nữa xong em ấy. Ủa, thôi, xuống. Thôi. Kéo như hôm nọ ấy. Xuống đi. Xuống kéo một phát thôi mà vào trong kia là lấy thôi mà. Đi mua đồ rồi. Lại. Đấy thế này bảo làm sao mà ăn được cái gì. Xuống ơi. Đã xuống như thế này rồi bây giờ bảo không xuống nữa thì chịu rồi. Không, em đang ốm. Ồ, ốm gì xuống đây. Ốm dậy ấy. Ốm dậy bây giờ nó là sẽ là này, bên này. Đây này. Ốm dậy là nó sẽ là không bị sao nữa. Ốm dậy ấy, không muốn. Lạnh lắm. Đã ốm dậy rồi là khỏe rồi. Trừ khi là bảo là người sắp chuẩn bị ốm ấy thì sợ. Đấy. Có ba cái xuống cái này cơ. Bác nhiều tuổi như này mà xuống mà thấy bình thường là thanh niên mà còn kêu không phải vừa ốm dậy ấy. Ốm cái gì à? Có mà ốm chịu. Ô mà. Ô thanh niên này. Đấy, đấy. Đấy, thế này em nào. Ốm ấy. Ai nhỏ. Ốm bị lông. Không, đã mình đã ốm qua nó không sẽ không ốm nữa. Còn người mà lúc đang khó chịu ấy. Ô. Vừa ốm dậy ấy. Đấy. Hay là vì nhà lấy cho chai nước mắm nhá, làm hớp nước mắm vào. Đấy. Ui, một con mè. Đấy, cá đấy. Đừng có nhắc ở đây. Úi dồi, nhiều, nhưng là toàn thấy cá bé. Nhấc lên để bắt kéo. Lại quá. Cá bé. U này. Cái gì cái này? Thì xuống lại thôi đúng không? Úi giời. Cá quá nhiều. Úi. Đấy con vừa kia kìa, to. Oh.
ném ra đây này, không ném. Không phải đâu á, chắc là cố ý là thả đi thôi á. Ở ngay gần bờ chỗ này không ném, chạy vừa ném sang bên kia nhỉ. Không phải, thấy mấy anh em không ném. Thấy anh em về đông quá, sợ tiếc ấy. Này nếu mà có cá to thì phải đeo bảo hộ với nhà, không nên lao vào bộ ấm tiến hỏng ấy. Đấy, còn gì ấy? Chính tỏ ra ao như nhiều cá to hết đấy nhỉ? Sâu quá đi được. Nếu mà dính một cái là coi như là... Ô đấy đi rồi. Thả đi, thả xuống. Áo nhiều cá to phết chứ. Thế mà mọi lần cứ bảo là nhà ao hô cá đâu. Toàn đi xuống ao mình không các bạn, là cứ nói bảo ao không có cá đâu, hóa ra là im ỉm giấu như này à. Giờ mới phát hiện ra. Nay dính một con mà bảo đô thả xuống, không thả, thả nó chạy bảo lên trên. Tin tháo tháo ao này không? Thả xuống đi dăm rồi đó. Đi không cắm được thì... À ơi, chết đã. Một tí còn khóc. Mấy người xuống đánh cá còn ở trên này đây, xuống ống thì đầy, chĩa xuống như này thì bảo sao lại không được cá. Chúng kịch luôn đấy. Chạy hết rồi. Mới được xa này thôi, còn chụp nó không được đi xa này đâu. 1, 2, 3, 4. 4 súng, bên kia nữa súng nữa, 5 súng. Của anh nữa. Không, cái này là không phải súng đâu, cái này gậy thôi. Cái này là ống thôi, không phải súng. Cái cầm này là cái gậy thôi. À, để lại không nè. Mình đi bỏ, nhớ không biết để lại mới được. Mình muốn mua len như này quá. Nó nào, rút một thô mới làm bác Cương. Ừ, mua cái sự kiện thì mua cái len này 2.8 à. Đấy. Và anh đô bắt lại cho. Mà nó sẽ bắt nét. Mọi người ở trên thì đang bắt cá các bạn, mình xuống đây đây. Bà B. Hàng ngày cứ dắt là mấy chục triệu là cứ dòng ở đi theo đường à, bờ ruộng như này nhỉ. Được giá bán đấy các bạn ơi. Kết ai kết thì ok nhá. Ô con này đẹp hết này con này. Con này tổng khoảng bao nhiêu tiền thế mày bán đây? 17 triệu. 17 triệu. Đấy. Con kia là phải kiểu con mẹ kia chắc phải tầm khoảng 30 nữa. Yeah. Càng hết nọ. Mọi người xuống bắt cá hết rồi. Kết đôi này ok nhé các bạn ơi. Bên này nhiều cây đùm đúm thật. Cái này khi nào mà cuối năm thì nó có quả thì ăn thì ngon. Xem là có cây nào bẻ, vui mọi người cũng bẻ hết rồi này, ngọn. Cái này lại nhớ tới tuổi thơ. Đấy. Nhiều thật bên kia kìa. Thôi mình sang bên kia lấy nhá. Ủa đây này các bạn này. Úi. Nghe trên kia rầm rộ lắm, có chắc có vẻ dính hay sao đấy các bạn ạ. Thế hô hào ầm 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 à. Đây. Mấy con cá cặp tay của là bà B là dính rồi à, dính trường rồi à. Dính rồi đúng không? Ây da. Đấy. To nhỉ.
ra lui gần đi, đỡ mọi người đi, có mặt cái nào. Nhiệm nhiệm. Để cháu. Thấy chưa, bởi của Hiên à? Từng người quay ấy. Chạy đường rời. Chạy đi đâu cho thoát. Thằng con nữa nhỉ. Ui rồi được rồi. Sao như con nữa đi nhờ bắt trôi nữa rồi mà. Thằng một con bên kia nữa. Ôi, ây, làm con nữa. Cả trăm ăn một con thôi. Ui cẩn thận. Ui rồi. Con này phải xem làm tầm mấy cân. 4 cân không? To quá thả đi thôi. Ôi thỏa gì càng to rồi bốt mà. Ào có đúng 2 con cá. Tinh bảo bao nhiêu cân? Con này khoảng tầm 2 cân rưỡi. 3 cân. 3 cân. 3 4 cân. 3 4 cân. Con này 2 cân 8. Cá đâm đấy. À, không không hơn 3 cân đâu, con này không hơn 3 cân. 2 cân 8. Con này không quá 3 cân. Được tên cá nhau. Con này chắc chắn nó phải là con đầu ba rồi, là chắc chắn rồi. Không lên đầu ba. Cá không, con này bây giờ đoán. Con này không đầu ba được. Con này phải 3 cân 2. Tầm bao nhiêu đô? 3 cân. Con này VIP nhất 3 cân 2, 3 cân 2. VIP tầm 3 cân. Hai cân lên cho con này tầm 1 yến nè. Không thả thả nó chết đấy. Cái món này chưa ăn bao giờ nhé, thật sự luôn. Thử hôm nay thử thử trải nghiệm lần đầu tiên xem như nào. Cái món này lâu lâu có người ăn thôi. Một con một chén. Một con một chén cơ. Ôi dồi ôi, các bạn thích. Lên trên kia bắt được nhiều nhỉ. Cái đủ đủ anh em say đấy. À, bằng nãy thì thôi. Món này ở chỗ mình thì thường mọi người hay để nhắm rượu nhắm bia. Bắt bắt cả cái con là vòi voi này nữa. Ui con này là chẳng gì mà ăn, vòi thôi á. Con này là lợi bắt. Thôi bỏ đi con này đi. Thử xem cái món này phát xem nào. Thế nghe nói bằng cái nó ngâm nước gì, nước vo gạo hay nước gì mà đúng không? Hay ngâm cái gì cho nó ra đấy nhỉ? À cái này không cần đâu. Cái này không cần đâu. Vặt cánh vặt chân thôi để lát nữa xào nước măng chua thôi. Cho ok, món này thì không biết đâu, một tí là em chế biến nhá. Em chế biến món này nhá. Vặt cánh. Vặt cánh á. Bên kia em nghĩ thì sẽ làm cá gỏi hả em? Em kiếm gỏi không? Em không biết được. Chẳng biết anh Đô làm món nào. Trông sau ấy. Lấy thay cây bảy ạ. Cứ bổ ra đã. Ok rồi. Quay đi. Có cá to này cứ im ỉm nhỉ. Lần này quả này mình biết rồi, chắc là lên trên này xuống đánh liên tục ấy. Trước đấy chiếu xuống là nhà mình đánh cá của mình bảo ui cá quá. À không có cá đâu bạn ơi. Mọi người ơi này, anh ơi này, bây giờ là hôm nay đánh hôm nay mới biết cá to như này. Lộ cá rồi. Bìa lộ. Cái này chắc là quý còn cá vào cái đấy xuống liên tục ấy. Thì là lúc làm món gì đấy để em còn biết đấy. Các YouTuber Tây Bắc tăng nghiệp đấy các bạn ơi. Anh Đô. Món gì để mày cái này đấy. Làm món gì để mày nhiều nhiều quá. Ăn gỏi nhiều quá. Sống nhiều quá rồi. Cá hấp đi. Cá hấp đầu đuôi nấu canh. Trưa hôm qua vừa ăn gỏi gà rừng xong. Đầu đuôi nấu canh măng chua đi nhỉ. Nhưng mà có sợ mùi không? Không sợ mùi đâu, đây toàn đồ măng chua. Có món ngon đặc sản một cái là xung phong vào bếp ngay nhỉ. Còn có món ngon đặc sản là chẳng qua là hôm nay làm bếp tiếp các anh thôi chứ không phải đâu. Món gì nãy hôm nay vớ là ngon phải ngon trứng cá sấu ấy mới ngon. Vô được con rắn các bạn ạ, đang băm để làm chả thế là được. Thơm nhỉ cái món này, quá thơm ngậy. Như hơi ít nhỉ. Thôi cái này chắc là làm là thế, đếm đầu người ra mỗi người một cái thưởng thức luôn. Rửa sạch chưa, mang cho đây để cho là bàn giao cho là úy đây. Bàn giao này cho ai nhiệm này. Cái này chiên cái vật gì lúc nó chưa chay, cứ xả đi. Còn nữa đúng không? Đúng không? Cái này có cái để nồi xuôi không? Hả, có nồi xuôi không? Đang mải cái này. Cho con bao nhiêu thì con thôi.
nhiều lá ngải và ăn nó ngon. Chị ăn lá ngải. Xôi các bạn. Mình vừa chạy về nhà tắm về đây các bạn. Về xong các món mình đã lên hết như này rồi đây này. Bây giờ còn thêm một cái món nào. Cái món hôm nay cái món là quan trọng nhất này. Mấy ông này không ăn không hỏi món xin. Món này hơi vất vả đấy. Cái món này vất vả với lại là đúng thật sự. Nếu mà ăn là đầu tiên được ăn cái món này luôn. Thế đâu mấy anh em chưa ăn bọ xít bao giờ luôn. Em thấy mà. Tí phải thử phát xem nó như nào, biết đâu lại nghiện cái món này. Xong nào lại ra xong lại tiếp tục rồi. Ở nhà cũng có mấy cái nhãn cái vải mà tiện thể bắt luôn. Có ăn bao giờ đâu. Quý ăn cái này bao giờ chưa? Chưa ăn chưa đâu. Cái cháu ấy cao cao thì em được ăn mấy cái này. Cao cao thì nó lại bình thường quá. Món của anh em Yên Bái. Giang không này không cho mỡ à? Còn. Hả? Từ lúc mà chưa. À. Cứ Giang này trước mình nói giòn đúng không? Đồ vào nhá. Thôi đi. Khô. Cái món này phải đúng là món cuối cùng thôi, mất công cá vừa buổi chiều. Món đặc sản ở dưới Yên Bái. Đích thân là món đặc sản Yên Bái nhưng mà là người Lai Châu làm. Người Lai Châu làm à? Ơ này, nước măng chua này. Cho rồi. Cho rồi. Em tâm này là lần đầu tiên được chế biến món này. À? Mà thơm thế, có mẻ. Thơm nhỉ? Bỏ xít. Cái này tí nữa chia cho mỗi người khoảng được 3 con thôi. Ai đi bắt thì được khoảng được 4 con. Thế đi anh. Mỗi con một chén đấy. Thế đi anh được con cá nhá. Cá ta bắt mà. Thế ai ngọt được. Bà chơi kiểu đấy à? Rồi, rồi. Cá thế để một lúc nữa không có chí là ăn nấu vậy. Nhưng khán giả quá thương không em. Hả? Bình thường rồi anh. Bình thường rồi anh. Quen rồi không? Ông bà thì cho ăn cơm trước các bạn ạ. Ông này bà nữa ngồi cùng ăn. Kim bè, ô kim bè. Kim bè em hỏi nó còn đó. Chưa anh. Hôm nay ở nhà đô thì tiếp đó anh em ở dưới kia lên là toàn là các món là chủ yếu là cây nhà lá vườn, các bạn cá thì tự bắt ở ao lên. Bọ xít thì cũng bắt là ở nhà luôn các bạn, còn là mấy con món mang này với lại cái món chim này thì là đi mua các bạn. Cái mùa này thì cái con chim gì ấy nó cũng ăn phá hoại mùa màng của bà con, nhiều bà con cũng hay lấy cái lưới răng bẫy các bạn. Thôi thì còn là cái các món liên quan đến ẩm thực thì mọi người là quay ghi hình các bạn, mình ghi hình chút chút gọi không khí là anh em bên chơi thôi. Đây các bạn mình thử cái món bò xít này lần đầu tiên trong đời ăn món này xem nó như thế nào cái. Nghe nói là đặc sản mà. Ừ. Ở đây đấy, dùng mà bạn dùng cái bịa. Cầm máy nói cho nó. Cầm tay quay cho anh. Cái món này thì mình dám ăn. Cái này là còn chắc là nhiều nước quá hay sao, cái này phải cho ít nước rồi cho nó đậm đậm cơ. Chứ anh nhiều mày hả? Thử xem nào cái bò xít các bạn này. Lần đầu tiên. Có. Ngon lắm à. Không đáng hết. Đầu tiên anh phải dùng bịa chứ. Bịa nóng. Bịa. Ngon bùi nhỉ. Đúng là quả của Hồ Danh nói là bảo đặc sản ở dưới Yên Bái thật, ngon. Mấy ở nhà thì có mấy cái nhãn cái vải chắc là
ngon như này về nhà chắc là bắt hết đi. Một công đôi việc nhỉ, vừa là cái thức ăn cho mình với lại là để cho là cái nhãn cái vải cho nó làm sai quả. Nhanh thế. Bên này triển khai rồi. Đây em thì mấy anh em đằng này nhá. Đồng ý. Quen tỉa chim húp rất là sướng các bạn. Người uống rượu mà có cái bát tỉa này húp thì đắng đắng tí luôn. Cái này nó đắng từ cái mật của nó ấy. Đắng từ cái mật của nó ấy. Mật của con chim. Cái này mình cho cơm tỉa đúng không? Cái thế nào dùng à, món tỉa chim thế nào? Hơi đắng một chút. Nhưng mà ngon. Nhưng mà mấy ông cứ bảo là ăn tỉa uống rượu ông say toàn nói điều. Hôm qua nhà vượng cũng ăn tỉa dê xong say. Nếu mà ăn tỉa mà không say thì phí tỉa. Cơm thì mình cũng đã ăn xong rồi các bạn ạ. Hôm nay thì anh em thì cũng uống ít thôi, mỗi người uống vài chén thôi. Vì là do hôm qua lại uống là cũng là hơi say một chút đấy. Với lại còn giữ sức để ngày mai còn anh em có di chuyển lên trên Bắc Hà đi quay chợ phiên nữa các bạn ạ. Thôi chắc mình phép mình kết thúc video luôn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.